đó luôn á. Làm sao để lấy được? Bỏ này không sợ. Ủa? Cái bói nghe cái gì á mọi người? Làm sao đây? Chị lấy cái này là cái gì? Ai đó cho tôi biết cách để lấy bốn cái lọ này đi ạ. Gì đó Nghe tiếng gì vậy, đúng không? như tiếng nước vậy. Ừ. Bây giờ tôi đứng trên cái lọ luôn. Tôi tức quá. Gì đó? Cái tiếng gì ngoài đó mọi người? Bây giờ mình phải nghiên cứu thôi, tại vì cái game này là giống như cái gì cũng phải có mục đích của nó. Tôi sống trong tăm tối quá quý vị ơi. Tôi tin là tôi đã đúng rồi đó, nhưng mà Tôi quay lại cái cửa này để tôi đọc lại một lần nữa, nhưng mà nhói nghe. Trời, còn chút thành công. Tôi không biết thành công cái ngã nào mà trong khi không cho tôi lấy cái đó. Mãi cái chỗ này sáng sáng rồi tôi có dục cái đèn ở đây trời. Còn cái đèn của tôi không biết ở đâu luôn rồi nè. Tôi vẫn chưa có hiểu. Nhưng mà hồi nãy cái cục màu xanh lá nó phát sáng không? Sao cảm thấy ta đi sao những gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Tự nhiên tao đi nè, kêu gì? Sao giờ đi sao rồi? Tại vì có đèn đâu. Tự nhiên mất tôi có dục cái đèn. Không, hồi nãy là không có dục luôn, không biết lý do gì luôn. Đi nó đi tập 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 tập